Ruben Gonzalez đang là vận động viên sáng nhất tại SEA Games 30. Vận động viên tennis này chỉ giành huy chương bạc nội dung đôi nam, nhưng hành động sau đó của Gonzalez đã khiến cho truyền thông Philippines phải trầm trồ. Nhận huy chương xong, Ruben Gonzalez bất ngờ quỳ xuống cầu hôn bạn gái Michelle Marie Bumgarner ngay trên sân thi đấu. Michelle Marie Bumgarner tỏ ra rất bất ngờ, rồi hạnh phúc vỡ òa chấp nhận lời cầu hôn chân thành của Ruben Gonzalez. Ở trận chung kết nội dung đôi nam SEA Games 30, Ruben Gonzalez đứng cặp với Trish Hewey và để thua đồng hương Francis Cassi Alcantara và Jason Patrimbol với tỷ số 0-2 sau 2 set. Tỷ số các set lần lượt là 6-7 và 5-7. Sáng nay ngày 8 tháng 12, vận động viên Điền Kinh Phạm Thị Thu Trang đã mở hàng huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu thứ 8 tại SEA Games 30, khi về nhất ở nội dung đi bộ 10.000m nữ. Đây là kết quả bất ngờ, bởi nội dung này, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc mới là người được kỳ vọng mang về tấm huy chương vàng khi là nhà vô địch SEA Games 3 lần liên tiếp. Sau 5km đầu, bộ đôi Thanh Phúc Thu Trang đã bứt tốc qua nhiều đối thủ mạnh đến từ Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Tuy nhiên, bước ngoặt đến trong 2km cuối cùng, lúc này Thanh Phúc mắc lỗi đến 3 lần, bị ban tổ chức phạt ngồi đợi trong khu quy định 2 phút. Chính vì thế, sau khi trở lại đường đua, dù đã rất nỗ lực nhưng Thanh Phúc cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 4 với thành tích 53 phút 49 giây 73. Tận dụng cơ hội này, cô gái Hà Nội Phạm Thị Thu Trang đã vượt lên, lần đầu tiên giành huy chương vàng SEA Games với thành tích 52 phút 59 giây 45. Đây mới là lần đầu tiên Thu Trang tham dự một kỳ SEA Games. Đáng nói hơn, cô được điền tên vào danh sách đội tuyển điền kinh nhờ vào tấm vé vớt, thế chỗ vận động viên Phạm Thị Bích Hà. Được biết, trong cuộc sống hàng ngày, ngoài số tiền lương ít ỏi, cô gái sinh năm 1998 chạy thêm xe ôm công nghệ để có thêm tiền gửi về phụ giúp gia đình. Cung thủ Lộc Thị Đào đang là vận động viên Việt Nam thi đấu ấn tượng nhất trong ngày 8 tháng 12 khi giành được hat-trick huy chương vàng SEA Games 30. Lộc Thị Đào mở đầu hành trình ấn tượng của mình bằng tấm huy chương vàng ở nội dung cùng một giây đồng đội nữ khi cùng các đồng đội Đỗ Thị Ánh Nguyệt và Nguyễn Thị Phương đánh bại các cung thủ Myanmar 6-2. Đầu giờ chiều ngày 8 tháng 12, Lộc Thị Đào tiếp tục cùng Nguyễn Hoàng Phi Vũ vượt qua đôi Indonesia với tỷ số 5-1 ở chung kết nội dung đôi nam nữ cùng một giây. Chưa dừng lại ở đó, cô tiếp tục hoàn tất cú hat-trick huy chương vàng với chiến thắng 6-4 trước đối thủ đến từ Myanmar tại chung kết nội dung cùng một giây cá nhân nữ.